bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Cảnh quay đụng chạm thân mật với Mị Nam khiến Dương Mịch ngượng chưa từng có. Phim Mị Luật Tình Yêu 80/20 do Dương Mịch, Hứa Khải đóng chính vẫn đang được phát sóng và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Diễn viên 36 tuổi nói về hậu chứng ghi hình tác phẩm trên trang Rusi ngày 24 tháng 11. Khi mới vào đoàn phim, cô và tài tử kém 9 tuổi còn xa lạ, vì thế xấu hổ khi đạo diễn yêu cầu quay cảnh đụng chân. Lúc đó cả tôi và Hứa Khải và Dương Hoa đều đỏ mặt, quay cảnh hôn, tôi còn không ngượng như thế, Dương Mịch nói. Sau đó, vì hàng ngày đóng cặp cùng nhau ở phim trường, hai người thân thiết nhau, các cảnh quay ăn ý hơn, nhưng mình nhận xét ngoài đời, Hứa Khải năng động, chơi nhiều môn thể thao chứ không lầm lì, ít tham gia hoạt động ngoài trời như Dương Hoa. Sau thời gian theo đuổi phim cổ trang, Dương Mịch trở lại với một tác phẩm hiện đại mang tên Định Luật Tình Yêu 80/20, phim của cô bắt đầu được khán giả kỳ vọng. Bởi đây được xem là sự chuyển hình của Dương Mịch sau thất bại của những tác phẩm cổ trang trên màn ảnh nhỏ. Dựa vào nội dung có thể thấy Định Luật Tình Yêu 80/20 là câu chuyện xoay quanh Tần Thi do Dương Mịch thủ vai, nữ luật sư một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn kịch liệt. Công ty luật sư danh tiếng Thành Như Tuệ công khai tuyển chọn luật sư yêu cầu đã kết hôn. Anh hai của Tần Thi là Tần Văn Vũ, là một gã không não, chưa được sự cho phép của Tần Thi đã thay đổi trạng thái hôn nhân của Tần Thi, Thành đã kết hôn rồi thêm cho người chồng chẳng hề tồn tại. Tần Thi không biết rõ chuyện gì và cứ nhậm chức, cho đến khi ông chồng Dương Hoa do Hứa Khải thủ vai tự nhiên ở đâu chui ra. Hắn cùng Tần Thi diễn một vợ kịch đến cục dân chính làm giấy kết hôn và thành vợ chồng hợp pháp. Dù rằng phim có tính giải trí tốt và không bị trộn lẫn so với các phim đang lên sóng, nhưng Định Luật Tình Yêu 80/20 vẫn không nâng vị thế của Dương Mịch lên tầng cao mới. Ngược lại, nó phô ra những điểm yếu bấy lâu nay của cô, diễn xuất vẫn còn gượng gạo, tuổi tác chênh lệch so với bạn diễn. Khán giả còn khắt khe cho rằng cô không còn phù hợp để đóng phim thần tượng và khuyên nữ minh tinh nên lựa chọn những kịch bản phù hợp với tên tuổi hơn. Phim bấm máy hồi tháng 2 năm ngoái ở Thượng Hải, Trung Quốc, hoàn thành ghi hình sau 3 tháng và dự kiến ra mắt đầu năm nay, nhưng nhiều lần bị hoãn lịch chiếu. Tác phẩm do Lâm Nghiên đạo diễn, dàn diễn viên phụ gồm Thang Tinh Mi, Lý Trạch Phong, Vương Tự Tuyền. Dương Mịch sinh năm 1986 ở Bắc Kinh, Trung Quốc, tốt nghiệp khoa biểu diễn ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô được chú ý từ năm 2006 với vai Quách Tướng trong Thần Điêu Đại Hiệp. Năm 2009, cô được chọn là một trong tứ tiểu hoa đán của màn ảnh Trung Quốc. Năm 2011, người đẹp gây sốt với phim Cung Tạ Tâm Ngọc. Những năm gần đây, chất lượng phim cô đóng không đồng đều. Cô từng thành công với Tam Sinh Tam Thế Tập Lý Đào Hoa, Phù Giao Hoàng Hậu, nhưng bị chia ở Hồng Châu Phu Nhân. Hứa Khải sinh năm 1995, nổi tiếng sau vai Phó Hằng trong Diên Hy Công Lược năm 2018. Tiếp đó anh tham gia Thiên Vũ Kỵ, Lệ Ca Hành, Chiêu Giao. Nhiều fan kỳ vọng anh bật lên khi kết đôi minh tinh hàng đầu trong Định Luật Tình Yêu 80/20. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.